Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Cà phê sáng. Bây giờ là ngay thời điểm gần tới Trung thu, cho nên chắc chắn là mọi người đều chuẩn bị bánh Trung thu rồi đèn lồng để cho cả gia đình vui vẻ. Nhưng mà chắc chắn là mọi người sẽ không có hiểu lắm về cái mâm cỗ trong ngày Tết Trung thu. Thì mâm cỗ trong ngày Tết Trung thu thì xuất phát từ rất là nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng mà Nhi nghĩ phổ biến nhất vẫn là sự tích chút cuội bay lên cung trăng. Vào ngày rằm tháng 8 thì tất cả mọi người ở trong nhà sẽ ra ngoài sân ngồi để ngắm trăng, uống trà. Và các em bé sẽ quây quần cùng với cha mẹ của mình. Cha mẹ thì sẽ bày ra một cái mâm cỗ. Ở trên đó sẽ có bánh ngọt nè, rồi có trà nè. Mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức các loại bánh và ngắm trăng. Và đến rằm tháng 8, ngoài việc ngắm trăng thì người ta còn chuẩn bị sửa soạn một cái mâm cỗ cúng trăng, được chuẩn bị rất là đủ đầy, rất là chu đáo. Và họ luôn mong cầu lấy sự may mắn thịnh vượng cho mùa sau. Trong cái mâm cỗ của ngày Tết Trung thu thì sẽ thường thường là trung tâm sẽ là một cái hình một con chó được bọc bên ngoài là những cái tép bưởi trông rất là đẹp mắt, và hai cái con mắt thì sẽ được đính bằng hai hạt đậu đen. Và chung quanh con chó thì sẽ bày những cái loại bánh như là bánh bánh dẻo, bánh thập cẩm hoặc là bánh chay. Hoặc là Phương Thảo còn có nhớ là người ta hay làm những cái chiếc bánh mà hình một con lợn và có rất là nhiều con lợn con bày trên cái mâm cỗ. Và cũng có nhiều gia đình thì họ lại thắp hương khấn vái cúng trời đất trước khi mà mình phá cỗ nữa. Và khi mà trăng lên đến đỉnh đầu là lúc mà mọi người phá cỗ, người ta sẽ cùng thưởng thức những cái hương vị của các loại bánh có trên mâm cỗ, cùng ngắm trăng và chuyện trò rất là vui vẻ. Còn trẻ con thì họ bắt đầu sẽ đốt đèn cầy và chúng ta sẽ cho vào lồng đèn để cùng nhau đi chơi trong xóm. Khi mà đến cái màn phá cỗ thì Nhi nghĩ đây là một cái lúc mà trẻ em rất là mong đợi. Tại vì cảm giác rất là vui vẻ. Rồi trong hàng năm thì khi trẻ em quây quần để mà phá cỗ như vậy thì sẽ được ăn bánh Trung thu, rồi chơi lồng đèn. Và ngày nay thì Yến Nhi nghĩ chỉ còn xuất hiện ở một số vùng nông thôn mà thôi, chứ không còn phổ biến như ngày xưa nữa.